Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, kinh tế Việt Nam không đạt mục tiêu như kỳ vọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc tế và khu vực đều tăng trưởng chậm như hiện nay, thì đây là kết quả tích cực tạo đà cho việc triển khai các mục tiêu nhiệm vụ trong năm tới. Quốc hội đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6 đến 6,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6% so với năm 2023, tiếp tục đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thưa quý vị, những tháng cuối năm 2023 là giai đoạn chạy nước rút của kinh tế Việt Nam với những nỗ lực tận dụng cơ hội mới về thị trường, đầu tư. Song song với đó là các động thái tích cực tháo gỡ các vướng mắc trong cơ chế, chính sách để thúc đẩy kinh tế. Bước sang năm 2024, bức tranh tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn nhờ dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ cùng mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp khu vực và toàn cầu là hoàn toàn có cơ sở. Năm 2023 đánh dấu là một năm đối ngoại sôi động. Việc Việt Nam nâng cấp quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới, có thể kể tới Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc, là động lực thúc đẩy thêm dòng vốn FDI mới, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghệ cao. Tập đoàn Apple của Mỹ đã hoàn tất việc chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam. Tập đoàn Lego của Đan Mạch cũng đang xây dựng nhà máy với vốn đầu tư 1,3 tỷ đô la Mỹ, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2024. Cái này chúng ta vẫn nói rằng là chúng ta vẫn thu hút đại bàng, nhưng mà đâu đó vẫn có những cái ý kiến cho rằng là đến thời điểm hiện nay vẫn là sau khi mà đại dịch Covid chúng ta rất kỳ vọng là thu hút rất nhiều đại bàng, nhưng mà vẫn còn rất nhiều hạn chế. Chúng ta phải là tiếp tục là chúng ta thu hút rất nhiều các cái tập đoàn lớn. Cũng điển hình vừa rồi thì chúng ta cũng có thể là kỳ vọng vào năm 2024 và những năm tiếp theo, đó là một số tập đoàn lớn đã tham gia vào thị trường Việt Nam. Và điều đó cho thấy là cái khởi sắc của năm 2024 và 2025 nó hoàn toàn là có thể. Chúng ta cần một cái lực lượng lao động có tay nghề, họ phải hiểu biết, phải có trình độ kỹ thuật, phải có kinh nghiệm cho những cái sản phẩm cao cấp. Chẳng hạn như những cái vấn đề mà những cái sản phẩm như công nghệ cao, những cái sản phẩm để chế tạo những dụng cụ máy móc lớn, rồi không những là về ngay thực phẩm, không những là chỉ có lúa gạo hoặc là những cái thực phẩm thô, mà ngay cả những cái thực phẩm chế biến trên toàn cầu. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam cũng được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong năm tới, hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do FTA. Bên cạnh đó, nhờ vào một số ưu đãi về thuế khi xuất khẩu, nhiều mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam có thể dễ dàng tìm kiếm đối tác xuất khẩu mới. Cùng đồng hành giữa chính phủ, doanh nghiệp và các hiệp hội để mà tìm kiếm những cái thị trường bổ sung hoặc là mở rộng các thị trường ngách, cũng như là tiếp tục duy trì các cái thị trường mà chúng ta đã có truyền thống. Bên cạnh đấy nữa là cái việc mà nhận diện các hàng rào kỹ thuật để vượt qua, đồng thời là thực hiện những cái biện pháp mà phòng tránh các cái những cái hình thức gọi là cấm vận để tránh chúng ta bị lụy đó, cũng là rất cần thiết. Việc ký kết các FTA, ví dụ Israel hay là các cái đàm phán chúng ta đang làm tới đây, hy vọng nó sẽ tạo ra những cái xung lực mới cộng với những FTA chúng ta đang triển khai để tạo sức bật cho xuất khẩu. Sự chuyển dịch địa chính trị khiến các tập đoàn đa quốc gia dần hướng chuỗi sản xuất công nghiệp sang các thị trường mới theo chiến lược Trung Quốc cộng một. Trong xu thế tái định hình các chuỗi cung ứng và thương mại đầu tư quốc tế hiện nay, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế nhờ sự ổn định về kinh tế, chính trị và khả năng hội nhập nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh như vậy, điều quan trọng đối với Việt Nam là tiếp tục củng cố môi trường kinh doanh và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tư nhân để tận dụng tối đa các tác động của diễn biến địa chính trị toàn cầu đối với đầu tư và thương mại quốc tế. Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư toàn cầu là những cơ hội quý mà chúng ta đang tận dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, những động lực của năm 2024 sẽ được bổ trợ mạnh mẽ hơn bởi độ ngấm của chính sách. Mục tiêu mà Quốc hội đặt ra được đánh giá là cực kỳ thách thức nhưng có khả năng đạt được, nhất là khi chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ càng trong suốt năm 2023 để có thể khởi đầu quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm tới.